góp một phần ở Stamford Bridge. Sự sẵn sàng và sức mạnh cơ bắp của tiền vệ trụ Nigeria đã biến anh trở thành nhân tố hoàn hảo để giải quyết thế cuộc vào lúc khó khăn. Theo quan điểm của tôi, cậu ấy là cầu thủ lý tưởng giúp cân bằng đội bóng. Cậu ấy hiểu rõ cách đọc trận đấu. Aubameyang hiểu những điểm mạnh của đối thủ và biết chính xác cách xử lý thế nào. Cậu ấy có sự quan sát, tư duy thính nhạy và hiểu rằng cần phải bù đắp cái gì. Và thực tế là không cần làm việc đó theo cách bạo lực. Nó là cầu thủ rất thanh lịch và khéo léo. Trong 11 mùa giải gắn bó với The Blues, Mikel giành 2 Premier League và 4 cúp FA, UEFA Champions League danh giá năm 2012 và UEFA Europa League năm 2013. Anh chứng tỏ vai trò quan trọng ở ngoài sân và giúp đỡ các đồng đội ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Và trong chuyến diễu hành ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh năm 2015, Mikel là một trong những người nhận được màn chúc mừng ném cần tây truyền thống đầy kỳ lạ. Họ là fan của chúng tôi, họ chỉ nên ăn mừng thôi, đừng có giết chúng tôi theo kiểu này chứ. Anh trụ vững dưới thời 9 huấn luyện viên trong 11 năm gắn bó với The Blues, là cầu thủ duy nhất ngoài John Terry trụ lâu như vậy. Trước khi nhận được lời mời tới Trung Quốc năm 2017, rời bỏ Stamford Bridge. May mắn với người hâm mộ của đại bàng xanh Nigeria, Mikel vẫn là một đội trưởng và là thủ lĩnh đáng tin cậy nhất với họ. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với siêu đại bàng, Mikel có 79 lần khoác áo đội tuyển, ghi 6 bàn thắng. Anh cũng vô địch CAN 2013 và là đội trưởng của Nigeria đạt huy chương đồng tại Thế vận Rio năm 2016. Kỹ năng lãnh đạo của anh một lần nữa được minh chứng cùng năm đó ở vòng loại World Cup gặp Algeria. Mikel giúp Nigeria kiểm soát bảng đấu nhưng mà trình diễn ấn tượng và ghi bàn quyết định chiến thắng. Ghi bàn không bao giờ dễ dàng cả. Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Chúng tôi đã chơi tốt. Như huấn luyện viên đã nói, chúng tôi đã làm tốt những gì mà huấn luyện viên mong muốn. Chơi áp đảo, chơi thử bóng đá tấn công, cầm bóng tốt, bởi vì chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ muốn công hiến. Đà tiến của đội rất quan trọng. Cách chúng tôi di chuyển, Alex, Kelechi, Victor Moses, chúng tôi phải di chuyển nhiều, vì thế rất khó để đối phương kiểm soát bóng. Và vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục thể hiện như thế này. Anh có phát ngôn của một đội trưởng thực sự. Nhưng nếu Nigeria ở trong huyết quản, thì nước Nga ở trong tim anh. Đó là bởi vì mẹ của hai con sinh đôi của Mikel là Olga Diachenko, con gái của một tỷ phú người Nga. Có thể anh sẽ thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo các thành viên gia đình bên vợ, nhưng chỉ có một quốc gia mà Mikel đại diện trên con đường tới nước Nga. Như anh nói, đội tuyển Nigeria tìm lời khuyên và sự cống hiến của tôi. Là đội trưởng, tôi muốn hoàn thành vai trò của mình, giúp đỡ họ bằng kinh nghiệm của tôi. Lịch sử đã chứng minh, nếu ai đó có thể giúp siêu đại bàng bay cao, thì đó chính là John Obi Mikel.